Anh Tuấn là bẩn rồi. Vừa ngắt lên cái ý mày bảo mà hô. Vừa mới hô cái Tuấn ngoảnh ra đã bọt bọt rồi. Thế anh Tuấn bảo hàng về rồi, bôi cho nó tí áo trắng. Chưa thì mặt đất. Ê, bảo nó cho xuất bán luôn đấy. Ai chê đâu? Đi màu này kia coi hết đổ màu kia ra. Đổ màu khác ra, đây đúng màu này rồi. Ôi giời. Đúng màu kia rồi. Đang là tôi mới biết cái chuyện này. Hả?